Tôi nghĩ rằng là chính phủ của hai quốc gia sẽ có tiếng nói chung ở trong các cái lĩnh vực đó để từng bước đưa dân tộc Việt Nam với dân tộc Hoa Kỳ đến lại với gần nhau hơn. Ghế vật lý trị liệu I-9 của Lusago với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L-track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lusago là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Đi cùng với trong cabin của chúng tôi thấy có một gia đình 4 người. Là đây là gia đình đến từ Thái Bình. Đây là lần thứ mấy các anh chị đến đây ạ? Lần này là lần thứ, nếu mà trong năm là lần thứ nhất. Thế còn hầu như năm nào thì chúng tôi cũng đều đến đây. Đấy, vào dịp nghỉ lễ hoặc là dịp nghỉ hè. Nhưng mà năm nay, 2 năm vừa rồi do đại dịch Covid cho nên là gia đình chúng tôi tổ chức đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp của... Anh là người đến đây nhiều lần, anh chứng kiến cái sự phát triển của Tây Bắc cũng như là Sapa như thế nào? Có thể nói là trong thập niên trở lại đây, Tây Bắc nói chung cũng như Sapa nói riêng có một sự chuyển biến vươn mình rất là lớn. Trong quá khứ thì đây là những cái vùng đất thì có nhiều cái rất là khó khăn. Thế nhưng mà với cái công cuộc lãnh đạo chỉ đạo và chủ trương chung của Đảng cũng như của nhà nước tập trung phát triển nguồn lực của địa phương, đặc biệt là thế mạnh về du lịch, thì Sapa cũng như tỉnh Lào Cai đã có những cái chính sách rất là phù hợp để phát triển nguồn lực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thương mại. Thế và Sapa cũng như đỉnh Phan Xipang là điểm đến có thể nói là thu hút rất là nhiều du khách thập phương, kể cả là du khách nước ngoài đến đây. Và nếu nói về Thái Bình đó, anh muốn nói gì về địa phương của anh để cho những người nước ngoài được biết Thái Bình hiện giờ phát triển như thế nào? Thái Bình chúng tôi là một tỉnh đồng bằng sông Hồng. Thái Bình có cái thế mạnh riêng của Thái Bình, đó là Thái Bình không có miền núi, không có một ngọn đồi mà ngọn núi nào, mà Thái Bình có những cái vựa lúa, có những con sông rất hiền hòa, thế và có những con người rất là thân thiện. Thế nhưng mà Thái Bình cũng có những cái đặc trưng riêng của một miền quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thế và chúng tôi có chùa Keo là một cái khu di tích đặc biệt cấp quốc gia. Thế và chùa Keo hàng năm cũng đón du khách thập phương về để lễ tạ cũng như là cầu an. Thế và Thái Bình trong những năm gần đây cũng tập trung phát triển về cái nguồn lực du lịch đó. Thế và mỗi một cái thế mạnh của vùng miền khác nhau. Có lẽ là sánh với Sapa hiện tại thì chưa bằng, nhưng trong tương lai thì sự cân bằng này có thể sẽ thực hiện trong một ngày sớm. Vậy thì gia đình mình đi Sapa còn đi đâu nữa không? Chúng tôi thì trong cái dịp này thì điểm đến chính là Sapa, nghỉ dưỡng trong cái dịp thời gian này. Ngoài ra thì thời gian tới thì chúng tôi có thể đi Hạ Long và xuống một số vùng biển Quảng Ninh, rồi Hải Phòng. Theo như anh thì Sapa có phải là một địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc mệt mỏi? Cá nhân tôi có thể khẳng định là Sapa là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Và có lẽ là qua những cái lần tổng kết của ngành du lịch Sapa thì sự hài lòng của quý khách thập phương đến đây hầu như là đều để lại một cái sự vui vẻ, thích thú, ấn tượng và đều mong muốn quay trở lại với Sapa trong những dịp sớm nhất. Liệu bây giờ người dân đã tự tin sau hậu Covid hay chưa để mà trở lại cuộc sống bình thường? Với cái câu hỏi đó thì cá nhân tôi cũng như là đại đa số người dân Việt Nam nói chung ấy, thì cũng nghĩ rằng là sau Covid thì cái tự tin để trở lại các hoạt động bình thường thì tâm lý hiện nay thì khá ổn định. Đảng, chính phủ và các tổ chức đoàn thể chính trị thì cũng vào cuộc rất sâu và cái nhận thức của người dân thì được nâng lên rất là rõ rệt. Tuy nhiên thì với cái tinh thần là không chủ quan, vẫn thực hiện tốt 5K và để tập trung tốt nhất cho công tác phòng chống dịch. Tuy mọi hoạt động từ kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trở lại bình thường nhưng cái ưu tiên phòng chống dịch vẫn là được ưu tiên hàng đầu. Thế và đối với hoạt động du lịch này, các đồng chí phóng viên, các anh đi các anh thấy đấy, mặc dù là cái lượng du khách rất đông nhưng những quy định về thực hiện 5K vẫn được thực hiện rất là nghiêm túc để đảm bảo cho an toàn sức khỏe cho người dân. Lần trước đó, khi mà tôi đến Sóc Trăng thì tôi hỏi rất là ngạc nhiên, dù là người ở Sóc Trăng nhưng mà cũng đã có được 3 mũi vaccine
Riêng anh thì anh đã chích được bao nhiêu mũi và là từ các hãng nào? Tôi thì cũng đến thời điểm này là được 3 mũi vaccine. Thế và của tôi thì đều là AstraZeneca. Thế và quá trình tiêm vaccine thì cũng diễn ra hết sức an toàn. Thế và cảm thấy cơ thể thì rất là phù hợp với các loại vaccine này. Thế và cũng trải qua các cái đợt dịch, kể cả những đợt cao điểm, thì chúng tôi thấy rằng là phải nói rằng là vaccine có tác dụng rất lớn trong cái việc mà ổn định trong phòng chống dịch. Thế và có thể nói là vaccine nó là một, ngoài nó là một liều thuốc khoa học, nó cũng chính là liều thuốc tinh thần để mà giúp cho người dân ổn định về tâm lý, về sức khỏe và yên tâm để phát triển sản xuất lao động. Chắc là anh cũng biết là trong tất cả các nước mà hỗ trợ Việt Nam vaccine đó, Hoa Kỳ là hỗ trợ nhiều nhất, cho đến giờ phút này là hơn 40 triệu liều vaccine. Với tư cách một người dân Việt Nam, anh muốn nói gì về những con số? Có thể nói là trong một cái bối cảnh chung của toàn thế giới, lúc này thì sự chung tay từ tổ chức thế giới WHO cho đến các cường quốc lớn như là Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có trách nhiệm lớn với toàn thể cộng đồng của 8 tỷ người trên thế giới. Thế nên với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam thì người dân chúng tôi cũng rất là trân trọng với lại cái tình cảm của chính phủ Hoa Kỳ cũng như nhân dân Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong cái bối cảnh này. Thế và có lẽ là chính cái tình cảm, cái hành động đó nó cũng thêm một lần nữa để góp phần cho nhân dân của hai quốc gia có thể là hiểu nhau hơn, xóa bỏ đi những cái gì trong quá khứ, bình thường hóa quan hệ và tiến tới là với những quan hệ hợp tác chiến lược với một cái quan điểm chung trên toàn thế giới, cũng như là người dân Việt Nam luôn mong muốn chung sống trong hòa bình với tất cả các quốc gia. Thế và với cái hợp tác chiến lược liên quan đến cả kinh tế, an ninh, chính trị, quốc phòng, tôi nghĩ rằng là chính phủ của hai quốc gia sẽ có tiếng nói chung ở trong các cái lĩnh vực đó để từng bước đưa dân tộc Việt Nam với dân tộc Hoa Kỳ đến lại với gần nhau hơn. Thế và có thể nói là khoảng cách địa lý lúc này nó không còn là khoảng cách xa với hai quốc gia nữa, và người dân Hoa Kỳ cũng như người dân Việt Nam có thể là chung tay để hát cái bài Đôi Vòng Tay Lửa. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.